Hôm nay chúng ta sẽ học bài số 12, Hệ thống hình phạt và các biện pháp tư pháp. Nội dung của bài 12 gồm có hai vấn đề lớn. Thứ nhất là A lớn là hệ thống hình phạt. Hệ thống hình phạt chúng ta sẽ tìm hiểu hai vấn đề. Một là khái niệm hệ thống hình phạt, hai là các loại hình phạt cụ thể. Phần B nhỏ là các biện pháp tư pháp. Chúng ta cũng nghiên cứu hai vấn đề. Thứ nhất là khái niệm biện pháp tư pháp và thứ hai là các loại hình phạt cụ thể. Chúng ta sẽ đi vào phần thứ nhất. A. Hệ thống hình phạt. Khái niệm hệ thống hình phạt được định nghĩa như sau. Hệ thống hình phạt là một chỉnh thể bao gồm các hình phạt được quy định trong bộ luật hình sự, có phương thức liên kết theo một trật tự nhất định, phụ thuộc vào tính chất nghiêm khắc của từng loại hình phạt. Từ cái khái niệm hệ thống hình phạt thì chúng ta sẽ phân tích hai vấn đề. Hệ thống hình phạt bao gồm các hình phạt được phân thành hai nhóm, hình phạt chính và hình phạt bổ sung. Thứ hai là hệ thống hình phạt có phương thức liên kết theo một trật tự từ nhẹ đến nặng. Như vậy chúng ta sẽ đi vào phân tích cái ý thứ nhất trong khái niệm hệ thống hình phạt. Thứ nhất là hệ thống hình phạt được phân thành hai nhóm, hình phạt chính và hình phạt bổ sung. Hình phạt chính là loại hình phạt được áp dụng chính thức cho tội phạm và được tòa án tuyên một cách độc lập. Đối với trường hợp phạm tội cụ thể thì chỉ được áp dụng một hình phạt chính. Thế chúng ta nhìn trên slide thấy tôi in đầm bôi đỏ và gạch chân hai cái nhóm cụm từ nói lên cái đặc điểm của hình phạt chính. Đó là cái hình phạt chính được tuyên một cách độc lập, nghĩa là nó không phụ thuộc vào cái việc mà tuyên cả cái hình phạt khác và nó đứng một cách độc lập. Thứ hai là đối với một tội phạm cụ thể thì chỉ được áp dụng một hình phạt chính mà thôi. Đây là hai cái đặc điểm riêng biệt của hình phạt chính. Thứ hai là các loại hình phạt chính được quy định trong bộ luật hình sự, bao gồm các hình phạt. Thứ nhất là hình phạt cảnh cáo. Thứ hai là hình phạt tiền. Hình phạt tiền thì tôi có đánh dấu sao đấy. Nghĩa là hình phạt tiền có thể áp dụng được hai tư cách. Tư cách thứ nhất là hình phạt chính. Tư cách thứ hai là hình phạt bổ sung. Thứ ba là hình phạt cải tạo không giam giữ. Thứ tư là hình phạt trục xuất. Tôi cũng đánh dấu sao giống như hình phạt tiền. Thứ năm là tù có thời hạn. Thứ sáu là tù chung thân. Và cuối cùng là hình phạt tử hình. Đối với hình phạt bổ sung thì được định nghĩa như sau. Hình phạt bổ sung là loại hình phạt không được tuyên một cách độc lập mà chỉ được tuyên kèm với hình phạt chính. Đối với một trường hợp cụ thể có thể không áp dụng hoặc áp dụng một hay nhiều hình phạt bổ sung. Thế thì khái niệm hình phạt bổ sung tôi cũng lưu ý hai cái cụm từ. Thứ nhất đây là loại hình phạt không được tuyên một cách độc lập. Nó khác hoàn toàn với hình phạt chính là tuyên một cách độc lập. Như vậy khi tuyên hình phạt bổ sung thì cơ quan có thẩm quyền phải tuyên kèm theo hình phạt chính. Và cái ý thứ hai cần lưu ý trong hình phạt bổ sung là đối với một trường hợp phạm tội cụ thể có thể không có hình phạt bổ sung hoặc có thể có nhiều hình phạt bổ sung đi tuyên kèm theo. Thứ hai là hình phạt bổ sung được quy định trong phần các tội phạm dưới hình thức tùy nghi hoặc bắt buộc áp dụng. Theo quy định của Bộ Luật Hình sự có các hình phạt bổ sung như sau. Cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định, cấm cư trú, quản chế, tước một số quyền công dân, tịch thu tài sản, phạt tiền khi không áp dụng là hình phạt chính, trục xuất khi không áp dụng là hình phạt chính. Thì như vậy chúng ta đã phân tích hai cái khái niệm về hình phạt chính và hình phạt bổ sung trong hệ thống hình phạt của Bộ Luật Hình sự. Vấn đề ở đây là các bạn chúng ta phải nắm được cái sự khác nhau giữa hình phạt chính và hình phạt bổ sung. Trong cái slide này thì tôi sẽ
đưa ra một số tiêu chí cơ bản để phân biệt hình phạt chính và hình phạt bổ sung. Ngoài ra các bạn có thể tìm hiểu thêm những cái điểm khác nhau nữa. Thế thì về tiêu chí thì hình phạt chính và hình phạt bổ sung có những đặc điểm giống nhau bởi vì chúng đều là hình phạt được quy định trong Bộ Luật Hình sự. Vì vậy, nó có những đặc điểm, thứ nhất là hai hình phạt này đều tước đoạt hoặc hạn chế một số quyền nhất định của người phạm tội. Thứ hai là do chủ thể có thẩm quyền ra quyết định và nó mang tính chất bất lợi cho người bị áp dụng. Ngoài cái điểm giống nhau như thế thì hình phạt chính và hình phạt bổ sung có hai cái đặc điểm khác nhau rất rõ rệt. Thứ nhất là về mức độ thì hình phạt chính mang tính nghiêm khắc hơn, nặng hơn rất nhiều so với hình phạt bổ sung. Bởi vì hình phạt chính tước đi các quyền cơ bản của công dân như quyền tự do, quyền dân chủ, thậm chí có thể quyết tước đi cái quyền sống của công dân. Trong khi hình phạt bổ sung nó sẽ nhẹ hơn và chỉ áp dụng hình phạt bổ sung cho hình phạt chính. Cái ý thứ hai, đặc điểm thứ hai là cái sự khác nhau giữa hình phạt chính và hình phạt bổ sung, đó là nguyên tắc áp dụng. Đối với hình phạt chính thì được tuyên một cách độc lập, trong khi hình phạt bổ sung chỉ được tuyên kèm đi với hình phạt chính. Thứ hai là hình phạt chính được áp dụng đối với một hành vi phạm tội chỉ áp dụng một hình phạt chính, trong khi hình phạt bổ sung có thể áp dụng nhiều hình phạt bổ sung đi kèm. Đấy là những cái đặc điểm khác nhau giữa hình phạt chính và hình phạt bổ sung. Như vậy, hình phạt chính và hình phạt bổ sung được tạo ra theo một phương thức liên kết nhất định từ nhẹ đến nặng. Và ý nghĩa của cái phương thức liên kết này thể hiện sự đánh giá chính thức của nhà nước về thang bậc nghiêm khắc của từng loại hình phạt trong hệ thống hình phạt. Thứ hai là đảm bảo thực hiện chính sách tiết kiệm cưỡng chế hình sự trong xử lý tội phạm. Và thứ ba là cơ sở để tòa án vận dụng khi áp dụng quy định tại Điều 54 Bộ Luật Hình sự. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào các loại hình phạt cụ thể. Đối với 7 hình phạt cụ thể được quy định trong Bộ Luật Hình sự này, chúng ta lưu ý về khái niệm cũng như về nội dung, về cái điều kiện nguyên tắc áp dụng để trong quá trình áp dụng đối với tội phạm, chúng ta sẽ áp dụng một cách chính xác nhất. Chúng ta đi vào loại hình phạt thứ nhất là hình phạt cảnh cáo được quy định tại Điều 34 Bộ Luật Hình sự. Điều 34 được định nghĩa cảnh cáo được áp dụng đối với người phạm tội ít nghiêm trọng, có nhiều tình tiết giảm nhẹ nhưng chưa đến mức miễn hình phạt. Như vậy chúng ta cũng lưu ý hai cái cụm từ mà tôi in màu đỏ gạch chân đấy để áp dụng đối với hình phạt cảnh cáo. Về nội dung, hình phạt này không có khả năng gây thiệt hại về tài sản hoặc hạn chế nhất định về thể chất của người phạm tội. Tuy nhiên, cảnh cáo này gây ra những thiệt hại nhất định về mặt tinh thần. Đối với hình phạt cảnh cáo này thì điều kiện áp dụng phải tuân thủ như sau. Thứ nhất là tội phạm mà người phạm tội thực hiện phải là tội phạm ít nghiêm trọng. Thứ hai, người phạm tội phải có nhiều tình tiết giảm nhẹ. Và thứ ba, sẽ chưa đến mức miễn hình phạt. Đó là ba điều kiện quan trọng khi áp dụng hình phạt cảnh cáo theo Điều 34. Về thể thức chấp hành thì hình phạt cảnh cáo được tuyên một cách công khai tại tòa. Hình phạt thứ hai được quy định trong Bộ Luật Hình sự đó là hình phạt tiền, được ghi nhận tại Điều 35. Nội dung của hình phạt này gây thiệt hại về vật chất cho người phạm tội bằng một số tiền nhất định, mức phạt không được thấp hơn 1 triệu đồng. Về điều kiện áp dụng đối với hình phạt này thì thứ nhất là phạm tội ít nghiêm trọng do Bộ Luật Hình sự quy định. Thứ hai là nếu như phạm tội rất nghiêm trọng thì các cái tội phạm đó được quy định trong những lĩnh vực là các cái tội phạm xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, các cái tội phạm về môi trường, trật tự công cộng, an toàn công cộng và một số tội phạm khác do Bộ Luật Hình sự quy định.
Và hình phạt này có thể áp dụng là hình phạt chính hoặc hình phạt bổ sung. Như vậy đối với hình phạt tiền thì Bộ luật hình sự năm 2015 đã có một cái sự thay đổi lớn, đó là tăng cường rất là nhiều nhóm tội phạm có hình phạt tiền. Và chúng ta cũng lưu ý về cái điều kiện áp dụng đối với hình phạt tiền. Thứ ba là hình phạt cải tạo không giam giữ được quy định tại Điều 36 Bộ luật hình sự. Đây là một cái hình phạt mà thể hiện sự khoan hồng của pháp luật đối với người phạm tội, để họ không bị cách ly ra khỏi xã hội, vẫn được làm việc và được sinh sống bình thường. Vì cái tính chất khoan hồng như thế thì cái hình phạt này nó nhẹ hơn hình phạt tù, bởi vì nó không bị cách ly ra khỏi xã hội, nhưng nó lại nặng hơn hình phạt tiền. Về việc áp dụng hình phạt cải tạo không giam giữ phải tuân thủ các cái điều kiện nhất định. Cái hình phạt cải tạo không giam giữ này được áp dụng thấp nhất là 6 tháng và cao nhất là 3 năm. Hình phạt này được áp dụng đối với tội phạm ít nghiêm trọng do Bộ luật hình sự quy định. Thứ hai là hình phạt được áp dụng đối với người phạm tội có nơi làm việc ổn định, có nơi cư trú rõ ràng và sẽ thấy không cần thiết cách ly họ ra khỏi xã hội. Về thể thức chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ, thứ nhất là người phạm tội phải thực hiện một số nghĩa vụ theo luật thi hành án. Thứ hai là người phạm tội sẽ bị khấu trừ một phần thu nhập hàng tháng từ 5% đến 20%. Chúng ta đi vào hình phạt thứ tư là hình phạt trục xuất được quy định tại Điều 37 Bộ luật hình sự. Hình phạt trục xuất này là hình phạt buộc người nước ngoài bị kết án phải rời khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thế thì chúng ta thấy rằng là cái khái niệm của hình phạt trục xuất được quy định chỉ áp dụng đối với người nước ngoài bị kết án trên lãnh thổ Việt Nam đấy. Thứ hai là hình phạt trục xuất này có thể được áp dụng là hình phạt chính hoặc hình phạt bổ sung trong tùy từng trường hợp cụ thể. Chúng ta đi vào hình phạt thứ năm là hình phạt tù có thời hạn được quy định tại Điều 38 Bộ luật hình sự. Đối với Bộ luật hình sự 2015 cũng như các cái bộ luật hình sự trước thì hình phạt tù có thời hạn từ thực tế áp dụng cho thấy là đây là loại hình phạt mà được áp dụng phổ biến nhất. Và hình phạt này buộc người bị kết án phải chấp hành hình phạt tại cơ sở giam giữ trong một thời hạn nhất định. Về điều kiện áp dụng đối với hình phạt này thì hình phạt áp dụng mức tối thiểu là 3 tháng và mức tối đa là 20 năm tù. Không áp dụng hình phạt này đối với người phạm tội lần đầu ít nghiêm trọng do vô ý và có nơi cư trú rõ ràng. Thì trong phần các tội phạm, trong từng cái tội phạm cụ thể, Bộ luật hình sự sẽ quy định cái mức áp dụng hình phạt tù tối thiểu và hình phạt tù tối đa. Hình phạt thứ sáu là hình phạt tù chung thân theo quy định tại Điều 38 Bộ luật hình sự. Đây là hình phạt tù không có thời hạn, được áp dụng đối với người phạm tội đặc biệt nghiêm trọng nhưng chưa đến mức xử phạt tử hình. Và không áp dụng hình phạt này đối với người dưới 18 tuổi phạm tội. Ta đi vào hình phạt thứ bảy là hình phạt tử hình theo quy định tại Điều 40 Bộ luật hình sự. Đây có thể nói là hình phạt nghiêm khắc nhất trong hệ thống hình phạt được quy định trong Bộ luật hình sự. Mặc dù Bộ luật hình sự 2015 so với Bộ luật hình sự năm 99 thì đã lược bỏ rất nhiều cái hình phạt tử hình áp dụng đối với các tội phạm. Tuy nhiên, cái hình phạt này vẫn hiện nay đối với Bộ luật 2015 thì vẫn giữ lại ở một số cái loại tội phạm. Thế thì hình phạt tử hình này là một hình phạt nghiêm khắc nhất trong hệ thống hình phạt, bởi vì nó tước đi quyền sống của người bị kết án. Và thậm chí là khi mà tước đi cái quyền sống của người bị kết án thì nó không có cơ hội để cho cơ quan tư pháp có thể phục hồi cái sự oan sai của người bị kết án.
Thứ hai, hình phạt tử hình có mục đích phòng ngừa tái phạm tội mới một cách triệt để từ phía người bị kết án. Bởi vì người bị kết án là gì? Họ bị tước đi quyền sống rồi, cho nên không có cái cơ hội để tái phạm. Thứ ba, hình phạt này không có mục đích cải tạo giáo dục người bị kết án. Vì cái tính nghiêm khắc đối với cái hình phạt tử hình như thế, cho nên là cái điều kiện áp dụng hình phạt tử hình là áp dụng đối với người phạm tội đặc biệt nghiêm trọng trong các nhóm tội như xâm phạm an ninh quốc gia, tính mạng con người, rồi các tội phạm về ma túy, các tội về tham nhũng và một số tội phạm khác do Bộ Luật Hình sự quy định. Thì như vậy là chúng ta đã phân tích được 7 cái hình phạt chính trong hệ thống hình phạt quy định của Bộ Luật Hình sự, được sắp xếp từ nhẹ cho đến nặng. Ngoài các cái hình phạt chính thì Bộ Luật Hình sự quy định các cái hình phạt bổ sung. Hình phạt bổ sung nó là hình phạt tuyên kèm theo hình phạt chính để bổ sung cái chức năng, cái ý nghĩa cho hình phạt chính được thực hiện một cách tốt hơn. Vậy thì ngoài cái hình phạt tiền, hình phạt trục xuất có thể được áp dụng với tư cách là hình phạt bổ sung, thì hình phạt bổ sung được quy định từ điều 41 đến điều 45. Thì chúng ta về nhà chúng ta xem cụ thể từng cái điều luật quy định về hình phạt bổ sung. D là các biện pháp tư pháp. Các biện pháp tư pháp là biện pháp hình sự được quy định trong Bộ Luật Hình sự do các cơ quan tư pháp áp dụng đối với người có hành vi nguy hiểm cho xã hội, có tác dụng hỗ trợ hoặc thay thế cho hình phạt. Thế thì trong cái khái niệm này tôi gạch chân một số cái điểm lưu ý về khái niệm của biện pháp tư pháp. Và chính những cái điểm gạch chân này chính là những cái đặc điểm của biện pháp tư pháp chúng ta sẽ tìm hiểu sau đây. Hai là các đặc điểm của biện pháp tư pháp. Thứ nhất, biện pháp tư pháp được quy định trong Bộ Luật Hình sự. Bởi vì tại sao lại như thế? Bởi vì là biện pháp tư pháp ở đây các bạn phải hiểu là biện pháp tư pháp hình sự. Bởi vì có những cái biện pháp tư pháp được quy định trong luật hành chính thì nó được quy định trong luật xử lý vi phạm hành chính. Còn chúng ta đang học đây là biện pháp tư pháp được quy định trong Bộ Luật Hình sự. Thứ hai, biện pháp tư pháp được áp dụng bởi cơ quan tư pháp. Và thứ ba là biện pháp tư pháp được áp dụng đối với người có hành vi nguy hiểm cho xã hội. Thứ tư là biện pháp tư pháp áp dụng để nhằm hỗ trợ hoặc thay thế cho hình phạt. Đấy, thì chúng ta lưu ý 4 cái đặc điểm của biện pháp tư pháp như vậy đấy. Thứ ba là các biện pháp tư pháp cụ thể được quy định trong Bộ Luật Hình sự. Một là tịch thu vật tiền trực tiếp liên quan đến tội phạm được quy định tại điều 47 Bộ Luật Hình sự. Vấn đề thứ nhất là các bạn phải xác định vật liên quan đến tội phạm bao gồm như sau. Thứ nhất là vật được sử dụng vào việc phạm tội. Thứ hai, vật có được do phạm tội, do mua bán, đổi trác những thứ ấy mà có. Thứ ba là khoản thu lợi bất chính từ việc phạm tội. Thứ tư là vật thuộc loại nhà nước cấm lưu hành, tàng trữ. Thì đó là 4 cái nhóm vật liên quan đến tội phạm. Vấn đề thứ hai khi áp dụng điều 47 là khi xác định các cái vật liên quan đến tội phạm thì đường lối xử lý của chúng ta, các bạn lưu ý hai vấn đề. Một là đối với vật tiền bị người phạm tội chiếm đoạt trái phép thì phải trả lại cho chủ sở hữu hoặc người quản lý hợp pháp. Vấn đề ở đây là chúng ta phải xác định cái vật tiền đó người phạm tội bị chiếm đoạt trái phép như thế nào. Chiếm đoạt trái phép nghĩa là chiếm đoạt mà trái các cái quy định của pháp luật, không được pháp luật cho phép. Vậy thì khi mà người phạm tội chiếm đoạt trái phép thì những cái vật đó thì phải cái chủ sở hữu và người quản lý hợp pháp không có lỗi, cho nên là phải trả lại cho cái chủ sở hữu hoặc người quản lý hợp pháp. Thứ hai, vật tiền của người khác mà người này có lỗi trong việc để người phạm tội sử dụng vào việc thực hiện tội phạm thì tịch thu.
Bởi vì gì? Bởi vì đối với các vật tiền của những người này thì họ đã có lỗi trong việc để người phạm tội sử dụng vào việc thực hiện tội phạm thì là chắc chắn họ không được trả về. Thứ hai là biện pháp trả lại tài sản, sửa chữa hoặc bồi thường thiệt hại, buộc công khai xin lỗi được quy định tại Điều 48 Bộ Luật Hình Sự. Có hai nội dung, một là trả lại tài sản, sửa chữa hoặc bồi thường thiệt hại. Thì là đây là biện pháp tư pháp được quy định trong Bộ Luật Hình Sự do tòa án áp dụng đối với người phạm tội khi họ gây ra thiệt hại vật chất hoặc tinh thần cho người bị hại. Nội dung thứ hai của Điều 48 đó là buộc công khai xin lỗi là biện pháp tư pháp được quy định trong Bộ Luật Hình Sự do tòa án áp dụng đối với người phạm tội gây thiệt hại về tinh thần nhằm khôi phục lại những giá trị tinh thần cho người bị hại và giáo dục cải tạo người phạm tội. Chúng ta đi vào cái biện pháp thứ ba, đó là bắt buộc chữa bệnh, được quy định tại Điều 49 Bộ Luật Hình Sự. Để áp dụng cái biện pháp bắt buộc chữa bệnh đối với người phạm tội thì căn cứ áp dụng, chúng ta căn cứ vào Điều 21 Bộ Luật Hình Sự. Và thứ hai là căn cứ vào kết luận giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần để bắt buộc người phạm tội phải chữa bệnh. Về thẩm quyền áp dụng thì được quy định đó là Tòa án Nhân dân và Viện Kiểm sát Nhân dân. Đấy, như vậy thì chúng ta đã phân tích được khái niệm các biện pháp tư pháp cũng như là các biện pháp tư pháp cụ thể được quy định tại Điều 47, 48, 49 Bộ Luật Hình Sự. Như vậy là nội dung bài giảng của chúng ta. Chúng ta đã phân tích được hai cái nội dung lớn là hệ thống hình phạt và các biện pháp tư pháp. Thì chúng ta cũng lưu ý khái niệm cũng như là các loại hình phạt cụ thể về điều kiện áp dụng, về cách thức áp dụng, nguyên tắc áp dụng để chúng ta áp dụng đúng cái hình phạt, các cái loại hình phạt chính và hình phạt bổ sung đối với hành vi phạm tội cụ thể. Ngoài ra các bạn cũng phải nắm rõ các cái biện pháp tư pháp cụ thể để áp dụng bổ trợ cho hình phạt chính, bổ trợ cho hình phạt cũng như là có thể thay thế cho hình phạt.